Em đánh răng buổi sáng nha, sáng ngủ dậy phải đánh răng. Tối trước khi đi ngủ phải đánh răng. Bác sĩ dặn vậy đó nha, răng em bị sâu nha. Gớm quá. Rồi con đánh răng đi, đánh răng đi. Hai, ba. Hi, hi, hi. Xong chưa, sạch chưa, rửa mặt nha, rửa mặt nha, trời đất ơi. Sophie ơi, ai gọi con nè, ai gọi con, có điện thoại, ai gọi con vậy, ai gọi, ai gọi? Xấu nổi quá không. Ai gọi con vậy? Alo, 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 Sophie ơi, có nhà không, có nhà không Sophie? Có nhà không? Trời ơi, có nhà không mà ok như vậy? Sophie ơi! Alo, Sophie! Alo, Sophie ơi! Sophie có nhà không? Xin chào cả nhà! Sophie, con chào cô chú đi, con chào cô chú! Cả nhà ơi, thì như là cái clip mà mình ăn sushi đó, thì mình có nói là mình mua được trái sầu riêng. Đây, ta đem, đem, đem. Trái sầu riêng của mình mua nè cả nhà. Đó. Trái này là 6, 6 bao mấy á. Hình như là 3 kg. 5 đồng 99 một bao, thì trái này là 35 đồng đó, nhìn ngon lắm cả nhà đó. Cả nhà nhìn thấy không, thấy mình lựa trái sầu riêng tròn quay không? Sầu riêng Thái rồi. Sophie ơi, Sophie có biết trái này cái gì không? Cái này có bắt cười chưa? Sophie ơi, có biết trái này cái gì không? Wow, có thích cái này không bà Sophie á? Xin lỗi, mình hay nói giỡn, hay gọi là bà Sophie. À, con gái mình á, rất là thích ăn sầu riêng với lại mít. Đâu, con chọc cho em cười coi, con chọc cho em cười coi, em cười nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ trái sầu riêng này. Bỏ trái sầu riêng này cho con gái ăn với mình ăn nha cả nhà. Xong mình sẽ tâm sự cả nhà nha. Các bạn biết không, hiện giờ thì mình đang ngồi ở ngoài ban công ở nhà mình đó. Ở trên đây là Mẫn nè, Mẫn cả nhà. Wow. Coi chừng cho con, coi chừng bị xước mấy cái này á. Hiện tại bây giờ thì anh chồng mình anh đi làm rồi. Buổi trưa, hiện giờ thì đang là buổi trưa cả nhà ơi. Ăn uống xong hết rồi, bây giờ hai mẹ con mình ra đây khui sầu riêng. Hiện tại bây giờ nhiệt độ ngoài là 20 độ. Trời mát cả nhà. Nhưng mà mình vẫn mặc áo. Mình hơi lạnh lạnh gió là. Nè nè. Mẹ hát cho con với Mẫn nha. Ok. Ok. Wow. Đẹp không? Đẹp hả? Ok. Sầu riêng. Trời ơi, đổi cho mẹ luôn á. Ok. Tên em, tên em. Đây là miếng cuối cùng đây. Này chưa biết. Bây giờ bà sợ cái vỏ sầu riêng cả nhà, tại vì hôm qua mua về bà mừng quá, cái bà lại bà gờ gờ á, trúng tay đau rồi, giờ nó sợ nè. Sợ. Ok, bây giờ mình chụp hình cái nha, chụp hình cái nha, chụp hình cái nha. Sophie, Sophie con nhìn kìa, con nhìn cho mình. 2, 3. Ok. Này cả nhà. Ơi ơi ơi, mày cho, mày cho, mày cho. Trời ơi. Bà thấy sầu riêng. Nè nè. Gái mình nó thích ăn sầu riêng lắm, không chụp nút luôn cả nhà. Hả? Thôi, thôi mình đừng có coi lâu lâu. Ngồi mình coi máy bay đi, máy bay nó bay nha. Ngồi mình coi máy bay nó bay nha. Nó nghe tiếng máy bay á, tiếng máy bay thì không có sợ, mà mấy cái chiếc trực thăng á nó chạy á, mình nghe mình cũng sợ nữa cả nhà. Mình cứ ám ảnh nó, giống như lúc qua Việt Nam á, mình coi phim á, mình sợ nó, chứ đừng nói chi là không được, nói chi là chứ đừng nói chi là Sophie. Ok, giờ con lên con ngồi nha, còn mấy bay đi rồi đó, bay đi rồi con lên đem đánh đèn nghĩa Sophie của mình đây. Ok, bây giờ mẹ cho con nha. Cảm
nguyên miếng luôn nha. Cầm nguyên miếng luôn nha. Ok. Thôi nè. Ngon con. Ngon hả? Ngon hả? Ngon quá. Ngon cả nhà ơi. Xin mời cả nhà ăn sầu riêng với hai mẹ con mình nha. Ok, thì mình lấy cho. Thả mình ra. Múc 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 múc. Nhiều bạn hỏi đó, là Sophie á, là con riêng của mình hay là con của mình chung với anh xã mình. Thì Sophie á, là con của mình chung với anh xã mình luôn. Có nhiều bạn hỏi là chị ơi, chị kể về mối tình của anh với chị đi. Thì sẵn hôm nay á, mình kể cho các bạn nghe luôn nha. Hai chồng mình quen nhau, cưới nhau được 4 năm rồi các bạn. Hồi trước á thì mình quen xã mình cũng tình cờ lắm. Bởi vì người ta nói duyên tùy theo duyên số là mình tin vậy các bạn. Do duyên số rồi cả nhà ơi. Trước đây mình cũng có bạn nhưng mà không có đi đến đâu hết á. Mình mới gặp anh xã mình. Thì một cái nhóm bạn của mình với nhóm bạn của anh xã mình đi chơi chung đó, thì lúc đó là cũng là lần đầu tiên mình gặp anh xã mình. Đó là lần thứ hai anh xã mình về Việt Nam. Anh xã mình về Việt Nam đi công tác, thì đi chung với nhóm bạn của ảnh á, là có phi công nè, có kỹ sư. Anh xã mình thì làm kỹ sư, ảnh làm kỹ sư ở hãng máy bay Boeing đó các bạn, kỹ sư máy bay. Xong rồi đi chơi chung với nhóm bạn của bạn mình, nhóm bạn của ảnh. Thì mình gặp nhau, thì lúc đó cũng mới gặp nhau thì mình cũng nghĩ bình thường, nó không có gì hết trơn. Tại vì mình làm lấy tên khách sạn mà mình gặp biết bao nhiêu người, cho nên mình nói mình cũng thấy bình thường thôi. Xong mình cũng nói chuyện bình thường, hỏi thăm vậy đó. Xong rồi đến khi tan tiệc á, tính khi tan tiệc đi về á, ảnh hô ảnh đưa mình về. Cái đi về thì trên taxi á thì cũng nói chuyện, xong rồi hai người trao đổi điện thoại, email. Vậy đó thì mình cũng bình thường, lúc đó mình cũng ở không mà mình rảnh mà. Xong rồi cũng nói chuyện, cũng trao đổi email, điện thoại bình thường. Xong rồi thì mình đi về nhà thì sáng mình ngủ dậy á, thì mình mới thấy có cái email của ảnh. Anh gửi cho mình thì kiểu như mới quen thì thì nice to meet you rồi vậy đó, rồi giữ liên lạc. Xong rồi ảnh đi về Mỹ. Là lúc đó mình quen ảnh là giữa tháng 3, 18 tây tháng 3 năm 2015. Thì ảnh đi về, xong rồi hai người cũng liên lạc qua lại, nói chuyện liên lạc qua lại đó. Xong rồi các bạn biết không, đúng một tháng sau, 20 tây tháng 4, ảnh bay về tiếp. Anh bay về Việt Nam tiếp. Thì lúc đó đó ảnh cũng, thật ra ảnh cũng đi công việc thôi chứ không phải là đi về thăm mình không đâu. Mà ảnh công việc ở ngoài Hà Nội á. Xong rồi ảnh làm xong công việc có trong khoảng 3 ngày, xong rồi ảnh bay về Sài Gòn. Là ở trong Sài Gòn tìm hiểu với mình là khoảng 4-5 ngày á. Rồi lúc đó ảnh vô Sài Gòn thì tụi mình đi chơi, đi vòng vòng. Mình dẫn ảnh đi Phú Mỹ Hưng, ở công viên của Phú Mỹ Hưng các bạn. Xong rồi bữa đó mình book qua ngày hôm sau thì mình book cái tour. Mình vẫn đi làm bình thường nha, sáng mình đi làm, chiều mình về vẫn đi làm bình thường như đó. Xong rồi qua hôm sau mình xin nghỉ một bữa, mình đặt cái tour Mekong, tour cái bè Vĩnh Long á các bạn, phải không ta? Hình như cái bè Vĩnh Long á. Thì mình đặt cái tour đó, rồi mình sẽ dẫn đi chung. Nhưng mà thật ra là đi chung cái tour đó là đi chung với hướng dẫn viên. Với lại mình đặt tour mà, thì mình đi ra ngoài chỗ mà công ty du lịch á, mình gửi xe xong rồi mình đi lên xe đó, mình đi chung tour luôn. Thì chung nguyên một đoàn rất là đông người. Thì xe đó họ đi những khách sạn đó, họ đón khách. Ví dụ như một khách sạn chừng 2-3 khách vậy đó, thì họ đón trong đầy một xe đó. Xong rồi đi chung thì có hướng dẫn viên luôn. Họ cũng hầu như là họ đã giải thích hết về những cái gì ở miền Tây hết rồi, cho nên mình không giải thích gì hết, mình chỉ đi chung thôi. Mình cũng nói chuyện sơ sơ vậy đó. Thì đi chơi nguyên ngày, về cái chiều về thì mình nghĩ là về mệt rồi, thì mình nghĩ là anh đi về anh nghỉ đi, không đi theo mình luôn các bạn.
đi theo mình tiếp, mình thấy rồi giờ này anh không về, anh không về thôi mình chở đi tiếp, mình lấy xe máy mình chở anh đi. Là lần đầu tiên mà mình chở đi xe máy á. Gì con? Hai con lạnh hả? Trời, gió lên các bạn, gió lên lạnh lắm. Cái mình lấy xe máy. Sao vậy con? Giờ nào mình lấy xe máy mình chở anh đi, đi vòng 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 thành phố, mình đi chở anh đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ Campuchia bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ đó, đi vòng vòng xong rồi mình ghé ăn này kia mua đồ ăn ăn. Sophia ở ngoài này gió lạnh quá, bà đi vô nhà cái nhà ơi. Thì sao mà mình chở anh đi vòng vòng thành phố vậy đó, đi chợ bên quận 7, ở bên quận 7 có người ta bán trái cây nhìn xong á, chở anh đi. Nói chung là lần đó là lần đầu tiên mình chở anh đi xe máy, thì được cũng nói là cũng là lần đầu tiên ảnh ngồi xe máy với mình, là lần đầu tiên là ảnh để cho mình chở lần đầu tiên á. Chứ lần từ đó về sau mấy lần sau ảnh qua là ảnh tự chạy xe ảnh chở mình luôn, ảnh không có để cho mình chở nữa. Thế mà vậy thì hai đứa mình quen nhau được 1 năm thì bắt đầu tụi mình tính tới đám cưới. Đám cưới luôn, chụp hình cưới giữa tháng năm, tụi mình đi chụp hình cưới giữa năm 2016. Tại vì á anh không có thời gian, anh qua một lần anh qua gì á có 1 tuần lễ à, mà khoảng tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi là anh qua 1 lần đó, vừa đi công tác vừa đi thăm mình. Tụi mình đám cưới không? Cuối năm 2016. Thì lúc đó đám cưới xong thì mình cũng có em bé luôn. Tại vì lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi các bạn, mình cũng 30 rồi, cho nên á là mình cũng mong có em bé lắm. Xong rồi mình sanh Sophia đó. Sophia năm nay được 2 tuổi rồi cả nhà. Đúng 2 tuổi luôn á. Xong rồi anh làm bảo lãnh rước hai mẹ con đi. Thời gian chờ bảo lãnh đi là 18 tháng. Mình đi theo diện kết hôn. Lúc mình sanh Sophia ra là Sophia có quốc tịch luôn các bạn. Tại vì lúc đó mình có giấy đăng ký kết hôn rồi, cho nên em bé sanh ra là có quốc tịch Mỹ luôn. Mận á, mận mình vẫn còn các bạn ha. Nó còn tím tím. Mình hái vậy thôi chứ cũng còn nhiều lắm. Tại vì á, bữa đó mình hái mình quay clip cho các bạn coi, với lại mình cũng để trong tủ lạnh được. Tại vì tháng sau mình về rồi thì mình sách sách về, mình để tủ lạnh, nhưng mà mình tháng sau mình về mình sách về. Ngon quá cả nhà ơi. Mình đi qua đây thì dịch khách hơn, cho nên á mình qua đây mình đợi đúng 2 tháng thẻ xanh họ gửi cho tới nhà cho mình. Mình đi qua đây được 3 tháng à, mình đi gặp ba mẹ chồng mình được 3 lần rồi cả nhà. Ba mẹ chồng với mấy anh nhà anh xã mình đó thì có 4 người con trai, anh xã mình là người cuối cùng út luôn á, Việt Nam mình gọi là út. Đây mẹ đút nè, mẹ đút không, mẹ đút không, trái sầu riêng bự quá ăn không hết, cái này mình để dành ăn tiếp. Với lại mình nấu xôi, mình có mua nếp, mình nấu xôi cả nhà. Thì video clip của mình đến đây mình xin tạm dừng nha. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của hai mẹ con mình và ủng hộ hai mẹ con mình. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Thì giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào, bye bye. Còn mình giỡn cô chú nữa kìa. Mình giỡn. Yeah.